Trong công văn 2240 trên UBND-TCKH gửi Chùa Ba Vàng ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí nêu rõ, ngày 15 tháng 5 năm 2023, thành phố Uông Bí đã ban hành quyết định số 2501 trên QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra đối với các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn thành phố và ban hành công văn số 1574 trên UBND-TCKH ngày 23 tháng 5 năm 2023 về việc kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn thành phố. Trong đó đề nghị chùa báo cáo theo đề cương hướng dẫn gửi kèm. Tuy nhiên, chùa Ba Vàng phản hồi chưa nhận được văn bản, nên chùa chưa thực hiện các nội dung tại văn bản số 1574 trên UBND-TCKH và báo cáo về Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo bổ sung Sở Tài chính, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng chỉ đạo báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa theo thông tư số 04/2023 trên TT-BTC ngày 19 tháng 1 năm 2023 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Thời gian báo cáo trước ngày 28 tháng 7 năm 2023. Trước đó, Bộ Tài chính có báo cáo kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Theo đó, tổng số thu 61 tỷ đồng, chi 29,4 tỷ đồng. Báo cáo cũng cho biết, còn hơn 50 di tích ở Quảng Ninh không có số liệu, trong đó có chùa Ba Vàng là di tích cấp tỉnh, được đánh giá có số thu công đức cao. Trước thông tin trên từ phía Bộ Tài chính, đại diện chùa Ba Vàng tuyên bố không nhận được văn bản yêu cầu báo cáo về quản lý tiền công đức.